đông hơn số người dân tộc. Chưa.
này thì cái này gì chỉ cần nhìn thấy cái thành thị có điện, có nhà cao tầng là thấy đẹp. Chứ còn hồi mình đi công tác ngoài những vùng này không thấy đẹp. Bây giờ mới thấy đẹp. Đúng là có những mảnh đất nó đẹp hơn thật.